Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được chào đón ngày mới cùng quý vị và các bạn trong bản tin thời tiết 6 giờ sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, đã bước sang ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ đợt này, thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn tiếp tục có tiết trời nắng ráo. Tuy nhiên, bầu không khí có phần oi nóng hơn và nền nhiệt cũng gia tăng hơn. Lúc này, bầu trời vẫn còn nhiều mây nên nhiệt độ trên hầu khắp khu vực Bắc Bộ đang dao động trong khoảng từ 22 đến 26 độ, nhưng chỉ vài giờ nữa thôi, mức nhiệt sẽ tăng lên nhanh chóng. Do vùng thấp nóng từ phía Tây mở rộng và phát triển hơn nên vùng nóng sẽ lan ra toàn khu vực Bắc Bộ. Từ Lai Châu, Điện Biên và Sơn La thậm chí là còn có thể lan sang tới các tỉnh vùng núi phía Bắc như là Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng với mức nhiệt sẽ phổ biến trong khoảng từ 35 cho tới 37 độ. Trong đó, những điểm như là Mường Tè, Mường Lay, Mường La hay Mai Châu, nhiệt độ có thể lên đến xấp xỉ là 38 độ, ngưỡng nắng nóng gay gắt. Với các tỉnh thuộc khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội thì mức nhiệt sẽ thấp hơn với các khu vực khác, dao động ở ngưỡng là 34 độ. Mặc dù chưa đạt đến mức nắng nóng, nhưng quý vị cũng sẽ bắt đầu cảm thấy oi bức hơn so với ngày hôm qua. Cùng chung xu thế với Bắc Bộ, ngày hôm nay vùng thấp nóng lại phát triển mạnh, kết hợp thêm với hiệu ứng phơn khô nóng từ Lào thổi sang sẽ khiến cho tình trạng nắng nóng ở các tỉnh miền Trung không chỉ còn tập trung ở các tỉnh vùng núi phía Tây nữa, mà sẽ lan rộng ra cả khu vực đồng bằng và ven biển với mức nhiệt độ toàn miền sẽ phổ biến dao động từ 34 cho tới 37 độ. Vùng tâm nóng nhất sẽ tập trung suốt dọc các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho tới khu vực Phú Yên, đặc biệt là tại Tuyên Hóa, Khe Sanh, Nam Đông, Ba Tơ hay Sơn Hòa sẽ có mức nhiệt lên tới là 38, thậm chí là 39 độ. Nhiệt độ cao, độ ẩm trong không khí lại giảm thấp khiến cho thời tiết trở nên khô ráo và ngột ngạt. Nắng và nóng cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phía Nam. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ phổ biến từ 33 cho tới 36 độ. Một vài nơi có thể cao hơn như là An Khê, Ayunpa, Buôn Ma Thuột và cả Cát Tiên. Trong khi đó, tại Nam Bộ, nền nhiệt chung cũng phổ biến là từ 34 cho tới 37 độ. Những điểm như là Đồng Phú, Biên Hòa, Thủ Dầu Một có thể lên tới mức là 37 độ, trời oi nóng. Cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, ngày hôm nay do sự hoạt động mạnh của vùng thấp nóng phía Tây khiến gió trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên ở mức là cấp 5, thậm chí vào khoảng tối và đêm nay là thời điểm mà vùng thấp phía Tây hút gió mạnh nhất. Gió sẽ còn có thể đạt mức là cấp 6, gây biển động với sóng cao từ 1,5 cho tới 2,5 mét, có lúc còn có thể lên cao trên 2,5 mét, do đó bà con ngư dân cần chú ý đề phòng. Còn tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phổ biến là trường gió tiếp tục thịnh hành hướng Đông Nam đến Đông với cường độ khoảng cấp 3. Sóng biển vì thế thấp hơn dưới 1 mét, thời tiết phổ biến cũng ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, tình trạng biển bình thường nên không gây ảnh hưởng gì đến hoạt động hàng hải cũng như cuộc sống sinh hoạt của bà con ngư dân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng của VTC14. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.